Hãy thử tưởng tượng nếu bản thân là người nắm giữ sức mạnh to lớn từ khi mới sinh ra, bạn sẽ dùng sức mạnh đó để làm gì? Bởi lẽ những người sinh ra đã mang sức mạnh đặc biệt sẽ phải gánh vác trên vai những trọng trách vô cùng lớn lao. Sức mạnh mà Yoriichi Sugikuni được ban tặng có thể gọi là món quà của Thượng Đế. Bởi trong thế giới tồn tại một loài sinh vật khát máu trái với tự nhiên thì đâu đó cũng cần có những con người đặc biệt, một thiên địch đủ sức tiêu diệt sinh vật khát máu đó, mang lại sự cân bằng cho nhân loại. Mang danh là người sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở và hơi thở của mặt trời, nhưng sức mạnh tuyệt đối của ông cũng chính là rào cản khiến cho không phải ai cũng có thể bắt chước. Và cũng chính vì điều đó, hơi thở mặt trời đã bị thất truyền và phải đến mãi hơn 500 năm sau mới xuất hiện truyền nhân có thể sử dụng hơi thở mặt trời. Hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về cuộc đời của Yoriichi Sugikuni, người đạt được cảnh giới cực đại của sức mạnh trong Kimetsu no Yaiba. Và liệu ông có hạnh phúc với thứ sức mạnh được Thượng Đế ban tặng này không nhé? Cảnh báo, video sẽ có những chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Yoriichi là một kiếm sĩ thuộc thời Chiến Quốc, sở hữu ngoại hình cao lớn với mái tóc màu đen và phần đuôi tóc màu đỏ dài được buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa. Những lọn tóc nhỏ uốn cong, chỉa theo nhiều hướng tựa như những ngọn lửa đang rực cháy. Khuôn mặt của ông cũng sở hữu dấu ấn đặc biệt hình ngọn lửa lớn trên trán, ôm theo khuôn mặt kéo dài xuống phần má. Ông mặc bộ kimono xám cùng với hakama đen, khoác bên ngoài là chiếc áo haori màu cảm đậm. Yoriichi đeo một cặp khuyên tai có hình Hanafuda, một loại bài truyền thống của Nhật Bản. Cặp khuyên tai này cũng chính là cặp khuyên Tanjiro mang theo. Nó đã trở thành bảo vật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dòng họ nhà Kamado. Yoriichi Sugikuni sinh ra trong một gia tộc quyền thế và giàu có, nhưng bản thân ông chưa bao giờ nhận được sự đối xử xứng đáng với địa vị vốn có của mình. Yoriichi có một người anh song sinh là Michikatsu. Vào thời đại cũ, một cặp song sinh chào đời là một điểm gở, và đối với một dòng tộc quyền quý, coi trọng sự kế thừa thì lại càng không thể để hai đứa trẻ cùng sống sót, bởi họ cho rằng sự suy xẻo sẽ ập đến và những cạnh tranh quyền lực không đáng có trong tương lai. Vì vậy, bắt buộc một đứa trẻ sẽ phải chết. Số phận đã biến hai anh em vô tình trở thành những kẻ đối đầu ngay từ khi vừa mới chào đời, chỉ để tranh giành nhau quyền lực sống. Trong sự cạnh tranh đó, Yoriichi bởi ngoại hình xấu xí và vết bớt lớn trên mặt được cho là điểm gở và ông được chọn sẽ phải chết. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Yoriichi đã suýt chết dưới lưỡi đao của phụ thân nếu mẫu thân của ông không lao ra bảo vệ. Mặc kệ những lời chê trách, bà đã dùng sinh mạng của bản thân và van xin cho sự sống của đứa con trai bé bỏng. Yoriichi cuối cùng cũng có thể được sống. Tuy được phép sống, ông bị buộc phải lên núi ẩn mình, được chu cấp những nhu cầu cơ bản nhất. Ông sống trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp chưa đầy 3 chiếu và chỉ được ăn những món ăn đơn giản, thậm chí ông còn không được học hành. Cuộc sống của ông gần như chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ với những nhu cầu cơ bản rẻ mạt, không khác gì những kẻ tôi tớ trong gia đình. Nhưng bản thân Yoriichi chưa từng coi những thứ vật chất tầm thường ấy là điểm đến. Ông dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Mọi người thường xem ông là một đứa trẻ kỳ lạ và ngờ nghệch, vì mãi đến năm 7 tuổi, ông vẫn chẳng thể mở miệng nói được một câu nào. Điều này làm mẹ ông vô cùng lo lắng. Là một người phụ nữ sùng đạo, bà đã cầu khẩn thần mặt trời mỗi ngày và làm một lá bùa chính là đôi khuyên tai Hanafuda với hy vọng ông có thể nghe và nói được. Yoriichi thực chất có thể nghe và nói chuyện bình thường, nhưng ông không thể hòa nhập với mọi người. Sự im lặng chính là cách ông tự bảo vệ bản thân. Ông cũng đem lòng yêu quý người anh trai Michikatsu, vì ngoài mẫu thân, anh trai là người thứ hai thật lòng quan tâm đến ông. Dù phụ thân có đánh đập và ra lệnh cấm gặp Yoriichi, người anh trai vẫn lén lút tới thăm và tặng cho ông một cây sáo do chính tay mình làm. Với một bên mặt sưng tấy vì bị phụ thân đánh, Michikatsu đã tươi cười và dặn dò ông rằng nếu lúc nào đệ gặp rắc rối thì hãy thổi sáo, huynh sẽ xuất hiện và bảo vệ đệ, nên đệ không cần phải sợ bất cứ điều gì. Những lời nói ngây thơ của một đứa trẻ cũng chính là lời nói chân thật nhất. Yoriichi đã cảm nhận được tình yêu thương mà anh trai dành cho mình, nên ông rất thích được ở bên cạnh anh trai. Yoriichi chưa từng có ý định ganh đua với anh, vì ông hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, kết quả không thể nào là sự hạnh phúc, yên ổn cho cả hai, nên thà rằng ông là người bị bỏ rơi và được đưa lên chùa. Ước mơ của Michikatsu là trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất. Yoriichi rất thích nhìn anh trai luyện kiếm. Ông cũng có một khao khát trở thành một kiếm sĩ cùng anh trai tiêu diệt những kẻ xấu. Tuy nhiên, địa vị của ông và anh trai được phân cấp rất rõ ràng. Yoriichi chỉ có thể đứng đó và lặng lẽ quan sát. Có lẽ sự kiên trì và khao khát được cầm kiếm của Yoriichi đã dấy lên một chút thương hại ở người thầy dạy kiếm. Người thầy đã cho phép Yoriichi cầm kiếm và thử đánh cùng hắn một vài đòn. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là đứa trẻ đứng trước mặt là một thiên tài. Khi cầm kiếm lên,
cũng là lúc đứa trẻ đó biến thành một người khác, không ngốc nghếch, khờ khạo mà trở thành một kẻ nguy hiểm vô cùng. Sức mạnh tỏa ra từ người Yoriichi cũng đủ để làm hắn ngạc nhiên và nhanh chóng bị hạ gục chỉ bằng vài đường cơ bản. Tất cả những gì Yoriichi thể hiện đã làm anh trai Michikatsu phải nhìn ông bằng một con mắt khác. Từ ngưỡng mộ sức mạnh mà đứa em trai sở hữu, Michikatsu trở nên ghen tị với sức mạnh ấy. Hắn sợ hãi trước tương lai mà bản thân đang tự vẽ ra, rằng Yoriichi sẽ thế chỗ hắn và hắn sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ. Nhưng dường như Yoriichi đã nhận ra bản thân không hề yêu thích việc trở thành một kiếm sĩ như ông nghĩ. Khi làm bị thương thầy giáo, ông đã vô cùng day dứt và cảm thấy khó chịu. Kể từ đó, ông không hề nhắc đến việc sẽ trở thành một kiếm sĩ lần nào nữa, bởi ông không thể chịu đựng được cảm giác làm người khác bị thương. Với một trái tim vô cùng lương thiện và ấm áp như vậy, Yoriichi không hợp với việc cầm kiếm giết người. Ngoài người anh trai, mẹ là người mà ông dành sự quan tâm nhiều nhất. Với đôi mắt có thể nhìn thấu con người, Yoriichi dễ dàng biết được bệnh tình của mẹ, từ đó luôn bám theo để lỡ lấy cơ thể yếu đuối của bà. Bà cũng là một phần lý do ông tiếp tục ở lại ngôi nhà, nơi mà ông gần như vô hình. Khi mẫu thân mất, người quan trọng nhất lúc này đã ra đi, Yoriichi gần như không còn lý do để ở lại nơi này. Nhưng ông không thể ra đi mà không tạm biệt anh trai. Đến trước cửa phòng người anh trai, Yoriichi thông báo cho anh rằng mình sẽ lên chùa và xin phép đem theo cây sáo bên người để luôn nhớ về anh trai, dù có thể họ sẽ không còn gặp lại. Tình cảm mà Yoriichi dành cho người anh có lẽ đã làm Michikatsu hổ thẹn và cảm thấy bản thân bé nhỏ nhường nào. Rời khỏi nhà, ông đã không lên chùa bởi ông vừa thoát ra khỏi một cái lồng và cảm xúc trong ông không muốn lại chui vào một cái lồng mới. Ông cứ chạy mãi như một con chim bị nhốt lâu ngày. Ông muốn bay nhảy xem thế giới này rộng lớn đến đâu. Yoriichi cứ chạy như vậy suốt một đêm dài và dừng lại ở một ngôi làng nhỏ. Yoriichi nhìn thấy một cô bé trạc tuổi đang đứng một mình dưới ruộng. Cô bé cầm một cái xô trên tay và cứ thế đứng bất động. Yoriichi đã hỏi chuyện và biết được gia đình cô bé bao gồm tất cả mọi người đã qua đời vì dịch bệnh. Và vì quá cô đơn, cô bé muốn bắt những con nòng nọc về để làm bạn. Nhưng cô bé lại cứ đứng mãi đến lúc xế chiều và lại thả lũ nòng nọc ra vì không muốn tách những con nòng nọc khỏi gia đình của chúng. Nhận ra cô bé trước mặt vô cùng lương thiện và cũng đơn độc như mình, Yoriichi đã đề nghị được làm bạn cùng cô bé. Từ đó ông và Uta trở thành gia đình. Uta là một cô bé vui vẻ và nói khá nhiều. Điều này làm Yoriichi cảm thấy bản thân cũng vui vẻ hơn. Và nhờ cô, ông đã nhận ra rằng mọi người không thể nhìn xuyên qua cơ thể người khác. Và ông cũng hiểu đây chính là lý do khiến ông luôn cảm thấy không thể hòa nhập với mọi người. Uta chính là sợi dây kết nối ông lại, giúp ông hòa nhập hơn và trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của ông. 10 năm sau, Yoriichi và Uta kết nghĩa vợ chồng. Ngày Uta sắp lâm bồn, ông đã rời nhà để kiếm bà đỡ. Trên đường đi, Yoriichi đã đỡ một ông lão và đưa đến gặp người con trai bị thương trong chiến đấu. Lúc này trời đã chập tối, lo lắng Uta ở nhà một mình, ông quyết định quay về nhà và tìm bà đỡ vào hôm sau. Nhưng khi về đến nhà, Yoriichi đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi thấy người vợ và đứa con chưa chào đời đang nằm trong một vũ máu đỏ tươi. Mọi ý nghĩa trong cuộc đời ông dường như biến mất trong nháy mắt. Yoriichi vốn chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên bên cạnh vợ và con, được nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc, được nắm lấy đôi tay họ mỗi ngày. Những ước mơ đơn giản ấy sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực được nữa. Ông cứ thế ôm lì lấy thi thể của Uta trong vòng 10 ngày. Mãi đến khi có một kiếm sĩ diệt quỷ đến và khuyên ông mai táng để gia đình ông có thể an nghỉ, Yoriichi mới có thể buông họ ra. Sau khi an táng thi thể của vợ con, Yoriichi được biết đến sự tồn tại của lũ quỷ từ những kiếm sĩ. Cũng chính từ giây phút đó, ông quyết tâm trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ với lời thề tiêu diệt sạch loài sinh vật xấu xa kia, đem lại hòa bình cho con người. Trên chặng đường mới đó, Yoriichi cũng đã gặp lại và cứu giúp anh trai khỏi sự tấn công của quỷ. Có lẽ Yoriichi đã luôn ở đó, luôn dõi theo và bảo vệ anh trai, nhưng ông không hề xuất hiện bởi ông không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình mà người anh trai đang trải qua. Và nếu Michikatsu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ Yoriichi sẽ mãi sống lặng lẽ như vậy một đời. Yoriichi đã trở thành một kiếm sĩ sở hữu thứ sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của anh trai. Vì vậy, Michikatsu cũng đã theo em trai tham gia vào binh đoàn diệt quỷ. Yoriichi đã dạy mọi người về kỹ thuật hơi thở. Họ đã sáng tạo nên những hơi thở mới, hơi thở của lửa, sấm sét, gió, nước và đá. Từ đó sát quỷ đoàn trở nên mạnh mẽ hơn. Việc tiêu diệt lũ quỷ không còn khó khăn như trước đây. Cuối cùng, ngày mà Yoriichi và Muzan đối đầu với nhau cũng đến. Khoảnh khắc gặp hắn khiến ông hiểu được lý do ông được sinh ra trên đời, chính là dùng đôi mắt đặc biệt để tiêu diệt tên ác quỷ trước mặt. Yoriichi đã chém vào 7 trái tim và 5 bộ não của hắn. Lần đầu tiên, Muzan được nếm mùi sợ hãi. Hắn hoảng loạn, giữ lại cái đầu vừa bị chém lìa
nhưng nó không hề liền lại. Trước khi tung ra đòn đánh cuối, Yorichi muốn biết Muzan nghĩ như thế nào về giá trị mạng sống con người. Có lẽ cái chết của vợ và con là điều chưa bao giờ nguôi ngoai đối với Yorichi. Ông đã luôn tìm kiếm câu trả lời và ông muốn nhận được một đáp án trước khi giết chết Muzan. Nhưng Muzan là một con quỷ vô cùng xảo quyệt. Nhận ra không thể chiến thắng Yorichi, hắn đã phân tách cơ thể thành hàng ngàn mảnh nhỏ để trốn thoát. Yorichi đã chém gần như tất cả những mảnh nhỏ đó, nhưng vẫn còn một số mảnh kịp thoát thân. Những mảnh thịt trốn thoát đó có kích cỡ tương đương với đầu người. Yorichi đã thất bại trong việc tiêu diệt Muzan, nhưng ông đã làm hắn suy yếu và giúp Tamayo thoát khỏi sự kiểm soát của tên chúa quỷ. Việc Yorichi để Muzan trốn thoát và tha mạng cho Tamayo đã bị sát quỷ đoàn khiển trách. Cộng thêm anh trai Michikatsu trở thành quỷ đã biến ông thành tội đồ lớn trong mắt mọi người. Cuối cùng, ông bị khai trừ khỏi sát quỷ đoàn. Nhưng điều đó không thể ngăn cản việc ông ngừng bảo vệ mọi người. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu và tiêu diệt quỷ. Trong hành trình ấy, ông đã cứu cụ tổ của Tanjiro, Kamado Sumiyoshi. Gia đình của Sumiyoshi chính là nơi duy nhất khiến ông cảm nhận được sự ấm áp và là nơi ông có thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Sự thân thiện của nhà Kamado đã xoa dịu phần nào nỗi đau trong quá khứ của Yorichi. Ông đã để lại đôi bông tai thay cho lời từ biệt và truyền lại hơi thở mặt trời cho Sumiyoshi, hay còn được biết đến là điệu múa của hỏa thần, được truyền từ đời này sang đời khác trong dòng họ nhà Kamado. 60 năm sau, hai anh em nhà Sugikuni lại một lần nữa chạm mặt. Lúc này, người anh đã không còn là Michikatsu nữa. Hắn đã trở thành quỷ và lấy tên là Kokushibo. Cuộc chiến sinh tử quyết định tất cả cuối cùng cũng diễn ra. Nhưng nó không giống như cuộc chiến ngay từ khi họ mới chào đời, bởi lúc này sinh mạng của họ đang nằm trong tay nhau. Dù trong thâm tâm, Yorichi chưa bao giờ muốn cuộc chiến này, nhưng cuộc đối đầu đó bắt buộc phải xảy ra vì họ đã là hai người đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là quỷ, còn người kia là kiếm sĩ diệt quỷ. Ai sẽ là kẻ đi săn? Ai mới là kẻ bị săn? Yorichi đã áp đảo hoàn toàn Kokushibo và có thể giết chết anh trai mình bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi kịp tung ra đòn kết liễu, ông đã ra đi vì tuổi già, kết thúc cho huyền thoại về hơi thở của mặt trời. Nhưng cái chết đó không hề vô nghĩa khi nó trở thành một ác mộng ám ảnh Kokushibo cho tới tận mãi về sau. Tuy đã ra đi, nhưng di sản của Yorichi vẫn tiếp tục được tương truyền xuống các thế hệ sau như một truyền thuyết, như một biểu tượng tuyệt đối của kiếm sĩ diệt quỷ. Yorichi là người ít nói và khó có thể hiểu được ông đang nghĩ gì. Sự nghiêm nghị ở ông làm người khác khó gần. Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng trầm tĩnh, ông lại là một người có mang trái tim ấm áp cùng tâm hồn lương thiện. Mặc kệ sức mạnh đặc biệt, Yorichi luôn muốn được sống một cuộc đời yên bình bên cạnh vợ con, trở thành một người nông dân, một người tiêu phu bình thường. Tuy nhiên, lũ quỷ đã cướp đi hạnh phúc nhỏ bé ấy của ông. Một lần nữa, số phận bắt ông phải cầm kiếm để bảo vệ con người khỏi những mất mát đau thương gây ra bởi loài quỷ. Yorichi có lẽ là một người khá bất hạnh, bởi cả cuộc đời hơn 80 năm của ông chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi 10 năm bên Uta. Ông thực sự biết thế nào là hạnh phúc, để rồi suốt phần còn lại của cuộc đời, Yorichi phải sống trong sự dày vò và mang những vết thương lòng suốt quãng đời còn lại, chưa bao giờ nguôi ngoai. Cả đời Yorichi có lẽ có 3 điều khiến ông thất vọng nhất, và cũng có lẽ là những điều ông hối hận nhất. Ông tự trách bản thân yếu kém, không thể nào bảo vệ được vợ con, để họ chết trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Cảnh tượng Uta nằm trong vũng máu có lẽ là vết dao cắm sâu vào lòng Yorichi, đau đớn đến tột cùng và ám ảnh tâm trí ông như một cơn ác mộng không hồi kết. Cũng kể từ ngày định mệnh ấy, ông chưa từng mỉm cười, chưa từng thôi nhớ nhung. Ông cũng trách bản thân không thể ngăn cản Michikatsu lựa chọn con đường đi theo ác quỷ, để rồi vứt bỏ nhân tính biến mình thành một con quỷ gớm ghiếc, không thể quay đầu. Càng nhớ lại những ký ức cũ, sự hồn nhiên của anh trai lại càng làm ông thêm đau lòng từng chút. Và cuối cùng, ông thất vọng vì đã không thể giết chết Muzan, trong khi bản thân đã có cơ hội làm được điều đó. Những cơ hội quý báu như vậy luôn chỉ đến một lần duy nhất. Ông trách mình quá yếu ớt, quá ngu ngốc khi để Muzan chạy mất, cho rằng sự bất cẩn của bản thân đã khiến cho biết bao nhiêu sinh mạng phải tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi và phải chết đi vì lũ quỷ vẫn còn lộng hành. Với một tinh thần chiến đấu vì mọi người và những đóng góp to lớn để cải thiện sức mạnh cho sát quỷ đoàn, thứ ông nhận lấy cuối cùng chỉ là sự đánh giá và sự ghẻ lạnh. Tên và cuộc đời của kiếm sĩ mạnh nhất vẫn không được lưu vào sử sách và cũng chẳng hề được tôn vinh. Mọi thứ còn sót lại về ông chỉ còn là một truyền thuyết, một hình nhân gỗ ở làng thợ rèn mang tên Yorichi Zeroshiki, và cuối cùng chính là thanh Nichirin của ông. Bản thân Yorichi chưa bao giờ cần những lời ca tụng hay tôn vinh, nhưng ông vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng, biết ơn từ sát quỷ đoàn và người dân,
chứ không phải sự mạt sát và khinh bỉ. Càng nghĩ về cuộc đời Yoriichi, chúng ta lại càng thương xót cho một người gánh trên vai hàng loạt những trọng trách, những sự hy sinh và nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Được mệnh danh là kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất từng tồn tại, Yoriichi khi được sinh ra đã sở hữu sẵn ấn diệt quỷ. Chính nhờ dấu ấn trời ban đó, ông có cơ thể khỏe mạnh và phản xạ một cách nhanh nhẹn hơn người bình thường. Yoriichi ngay từ lần đầu tiên cầm kiếm đã có thể đánh bại thầy dạy kiếm pháp một cách dễ dàng do đôi mắt có khả năng nhìn thấy cơ bắp, dòng máu và chuyển động xương khớp của đối thủ. Nhờ vậy, ông có thể dự đoán chính xác các chuyển động và đòn tấn công của đối phương. Ấn diệt quỷ của Yoriichi là một loại ấn bẩm sinh, không giống như tất cả những người có ấn diệt quỷ khác, khi họ có thể sẽ chết trước tuổi 25 vì phải vay mượn sức mạnh của thần linh. Còn Yoriichi đã sống khỏe mạnh đến hơn 80 tuổi. Các giác quan của ông cũng được đẩy đến cực đại nhờ vào ấn diệt quỷ, kèm với đó là trí tuệ của một thiên tài bẩm sinh, biến Yoriichi trở thành một con quái vật trong mọi trận đấu. Hơi thở mặt trời cũng không còn phải là thứ gì xa lạ với fan của series. Nó là hơi thở của mọi hơi thở, là kỹ thuật mà tất cả những hơi thở khác được dựa vào và biến thể. Sau này, được truyền thụ lại cho Kamado Sumiyoshi và được ông truyền cho các thế hệ con cháu nhà Kamado sau này dưới cái tên là điệu múa hỏa thần. Hơi thở mặt trời bao gồm 13 chiêu thức khác nhau. Thức thứ nhất, viền vũ, tung ra một nhát chém cực mạnh. Thức thứ hai, bích la thiên, xoay cơ thể theo chiều ngang để tạo ra một nhát chém 360 độ. Thức thứ ba, liệt nhật hồng kính, tung ra hai nhát chém ngang để tấn công hoặc phòng thủ. Thức thứ tư, trước cốt viêm dương, tung ra một nhát chém hình tròn lớn để đỡ các đòn tấn công trực diện. Thức thứ năm, dương hoa đột, tung ra một đòn đâm bằng mũi kiếm. Thức thứ sáu, nhật vận chi long, tung ra một nhát chém dài uốn lượn, nhanh và mạnh, giống hình dáng của một con rồng phương đông làm từ những ngọn lửa mặt trời. Thức thứ bảy, tà dương chuyển thân, người thi triển lộn ngược trên không và tung ra một nhát chém nhắm vào cổ của mục tiêu. Thức thứ tám, phi luân dương viêm, người thi triển tiếp cận mục tiêu, tung ra một nhát chém mờ ảo trông như không trúng đích. Thức thứ 9, huy huy ân quang, người thi triển nhảy lên không và tung ra một nhát chém giống như một ngọn lửa rọi xuống bao quanh kẻ địch. Thức thứ 10, hỏa xa, tung ra một nhát chém hình tròn bằng cách nhào lộn trên không trung. Thức thứ 11, huyễn nhật hồng, chuyển động và xoay người cực nhanh để tạo ra dư ảnh của bản thân với mục đích né đòn và đánh lạc hướng kẻ địch. Chiêu thức này cực kỳ hiệu quả với những kẻ địch có khả năng quan sát tốt. Thức thứ 12, viêm vũ, một đòn tấn công kết hợp bởi hai nhát chém, bắt đầu bằng một nhát chém dọc và một nhát chém ngang ngay sau đó. Và cuối cùng là thức thứ 13, là một sự kết hợp của cả 12 chiêu thức được lặp lại liên tiếp nhằm mục đích phá hủy 12 cơ quan quan trọng của Mư Gian, bao gồm 7 trái tim và 5 bộ não di chuyển tự do bên trong cơ thể của hắn. Yoriichi là nhân vật làm chúng ta không khỏi xót xa, bởi cuộc đời hơn 80 năm của ông đã sống trong sự đau buồn và day dứt. Hy vọng cuối cùng của ông là giải thoát cho anh trai khỏi một cuộc sống tương tự, nhưng ông đã thất bại. Có lẽ cái chết đối với Yoriichi chính là sự giải thoát, bởi ông đã làm tất cả những gì có thể, để lại cho sát quỷ đoàn kỹ thuật hơi thở, cũng như cứu biết bao nhiêu sinh mạng vô tội trước lũ quỷ. Yoriichi đã hoàn thành sứ mệnh được giao phó bởi thần linh. Dù tiếc nuối nhiều thứ, nhưng Yoriichi cũng đã từng hạnh phúc. Ông là đại diện cho hình ảnh của một người với ước mơ bình dị, không như Muzan hay Kokushibo, những kẻ ham muốn sức mạnh và quyền lực, để rồi mãi mãi vẫn không tìm thấy đích đến. Yoriichi ngay từ ban đầu đã tìm kiếm được nơi bình yên cho lẽ sống của mình. Đối với ông, tất cả những thứ sức mạnh, địa vị đều không quan trọng bằng cuộc sống trong căn nhà nhỏ cùng gia đình. Có lẽ trong cuộc sống hiện tại, các bạn nghĩ rằng ai cũng cần có những mục tiêu tham vọng nhất định, nhưng nếu lòng tham trở nên quá lớn, sẽ không bao giờ gọi là đủ. Kokushibo đã mất hơn 500 năm để theo đuổi sức mạnh, nhưng đối với hắn, như vậy vẫn chưa bao giờ là đủ. Hay Mư Gian mất cả ngàn năm, giết chết cả hàng vạn sinh mạng để tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh, tội ác chồng chất nhưng cũng chẳng thể nguôi ngoai lòng tham của bản thân. Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy đủ mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe, kéo theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!